Anh Trai Say Hi tập 11 lộ diện 6 anh trai bị loại, toàn bộ team Hiếu Thứ Hai được an toàn. Trước khi Anh Trai Say Hi tập 9, 10 lên sóng tuần qua, trên mạng xã hội đã râm ran tin đồn về 6 anh trai sẽ bị loại tiếp theo, bao gồm Đức Phúc, Quân AP, Ali Hoàng Dương, Win, Quang Trung, Anh Tú. Nguồn cơn của tin đồn bắt nguồn từ việc Anh Trai Say Hi tổ chức ghi hình và có nhiều khán giả được xem trước chương trình tại trường quay, việc bảo mật thông tin là rất khó. Trước đó, danh sách các anh trai bị loại sau Live Stay 3 cũng hoàn toàn trùng khớp với thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đó là Vũ Thịnh, Hải Đăng Du, Lưu Hoàng và Jin Tuấn Kiệt. Sang tới Live Stay 4, thông tin về 6 anh trai bị loại cũng có nhiều điểm trùng khớp với kết quả vòng tứ kết vừa diễn ra, dù kết quả này chỉ thực sự được công bố vào tuần sau. Trong tập 10 vừa qua, team Hurricane và Atus chiến thắng hai bảng nên sẽ tranh giải nhất nhì. Team Eric và Ryder thua nên sẽ tranh giải 3-4. Theo luật chơi của vòng này, chỉ có team nào hạng nhất mới có thể an toàn cả 5 thành viên. Theo danh sách 6 anh trai bị loại lan truyền trên mạng xã hội thì rõ ràng team Hurricane không sở hữu thành viên nào, nên rất có thể đây sẽ là team chiến thắng trong Live Stay 4. Điều này cũng không khó dự đoán bởi trong cuộc đấu với team Atus, team Hurricane được đánh giá nhỉnh hơn. 6 anh trai còn lại trong danh sách đều đến từ 3 team Atus, Eric và Ryder. Điểm này trùng khớp với kết quả hiện tại, khi team Eric và Ryder đang giữ thứ hạng 3-4. Chắc chắn trong hai team này sẽ có nhiều thành viên rơi vào vòng nguy hiểm hơn các team khác. Theo luật chơi của chương trình, đội hạng nhì sẽ có 2 thành viên nguy hiểm, đội hạng 3 có 3 thành viên nguy hiểm và đội bét bảng sẽ có tới 4 thành viên nguy hiểm. Trong 9 anh trai nguy hiểm, 6 anh trai có điểm cá nhân thấp nhất sẽ chia tay Anh Trai Say Hi. Nếu thực sự 6 anh trai bị loại sau Live Stay 4 là những nhân vật kể trên, khán giả hẳn sẽ vô cùng tiếc nuối, đặc biệt dành cho hai thành viên Team Eric là Đức Phúc và Quân AP. Đây đều là những anh trai có nhiều màn thể hiện ấn tượng qua các vòng. Đến với chương trình, Quân AP đã thực sự lột xác với nhiều vai trò, không còn là chàng hoàng tử hát tình ca. Nam ca sĩ sinh năm 1997 chứng minh mình có thể rap, nhảy và thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau. Trong khi đó, Đức Phúc luôn được đánh giá cao với một cái đầu đầy những ý tưởng và chiến lược mang nhiều mảng miếng trong chương trình. Ở Live Stay 4, Đức Phúc cũng góp công lớn trong hai tiết mục siêu hoành tráng của team Eric. Nếu ca sĩ sinh năm 1996 phải dừng chân, khán giả ắt sẽ vô cùng tiếc nuối. Trong tập 11 tuần này, hai đội nhất bảng A và B với sự dẫn dắt của nhóm trưởng Atus và Hurricane sẽ tiếp tục trình diễn hai tiết mục tranh hạng nhất nhì của vòng tứ kết. Và kết quả tranh hạng 3 từ giữa đội Ryder và đội Eric với hai tiết mục SOS và sau đêm nay đã phát sóng tuần trước cũng sẽ được công bố trong tập 11. Tại Live Stay 4 vòng tứ kết, luật loại ngày càng khắc nghiệt. Với mỗi bài trình diễn, 500 khán giả sẽ chấm điểm cá nhân cho các anh trai. Sau hai lượt thi đấu, điểm đội là tổng điểm cá nhân cộng lại. 5 anh trai trong đội hạng nhất sẽ được an toàn bước vào vòng tiếp theo. Đội hạng nhì sẽ nguy hiểm 2 thành viên, đội hạng 3 sẽ nguy hiểm 3 thành viên và đội xếp hạng cuối ngoài người cao điểm nhất nhì, tất cả các thành viên đều rơi vào vòng nguy hiểm. Đặc biệt, đội hạng nhất sẽ được quyền cứu một người trong số 9 anh trai vào vòng nguy hiểm. Theo teaser tập 11, các anh trai sẽ tiến hành lập đội cho vòng kế tiếp. Chương trình đã nhá hàng, chi tiết Hiếu Thứ Hai gọi điện cho Pháp Kiều, chưa kịp thuyết phục gì đã bị Pháp Kiều chê là thiếu chân thành. Hiếu Thứ Hai chỉ biết cười trừ, than thở, trời ơi tôi xin phép từ chối. Chưa biết Hiếu Thứ Hai và Pháp Kiều ai từ chối ai, nhưng cộng đồng mạng đã xôn xao với vô số dự đoán. Tò mò quá, hồng lẽ Hiếu Thứ Hai tiếp tục làm đội trưởng, đoán tập này Pháp Kiều làm đội trưởng và từ chối chọn Hiếu Thứ Hai vào đội. Có netizen còn bình luận hài hước, thái tử cũng có ngày này. Mới nhất, chương trình đã hé lộ màn giao lưu của các anh trai Team Hurricane và Team Atus trước khi lên sân khấu trình diễn. Negip không kìm được nước mắt nói lời cảm ơn chân thành với Hiếu Thứ Hai. Em muốn cảm ơn Hiếu vì Hiếu đã dắt tụi em đi rất nhiều sân khấu lớn, nhiều show. Hiếu lúc nào cũng chia sẻ hào quang cho anh em. Những chia sẻ chân thành của Negip khiến Hiếu Thứ Hai xúc động bật khóc. Nam rapper chia sẻ, em rất tự hào, hạnh phúc, cực kỳ khi thấy Negip, Hurricane đứng đây, hai bạn đủ mạnh mẽ để bước tiếp hành trình của mình. Xin chia sẻ lý do thật sự mình tham gia chương trình này bởi vì mấy anh em này. Mọi người có thể thấy cách mình chơi không phải để tìm kiếm hào quang hay spotlight mà rất là chill, chỉ chờ tới một ngày. Ghen năng tụ họp với nhau trên một sân khấu lớn thì đó là điều hạnh phúc đối với mình. Còn đội Atus tiết lộ sẽ chơi nhạc cụ trong tiết mục trình diễn và đây là tiết mục được đầu tư từ âm nhạc đến ý tưởng dàn dựng, trang phục, đạo cụ sân khấu chỉn chu và sáng tạo.
Đội trưởng Atos nâng cấp đội sĩ lên tầm cao mới với phát ngôn khiến MC Trấn Thành phải choáng. Đối với em, bài này trình làng xong ngày hôm sau, mọi người tìm trên top trending sẽ thấy. Được biết, chương trình thực tế về âm nhạc Anh Trai C2 có sức hút lớn nhờ vào những màn trình diễn sân khấu ấn tượng. Đặc biệt tại Live Stage 4, ở 6 tiết mục đều cho thấy khả năng dàn dựng công phu mới lạ, mãn nhãn. Chính sự đầu tư cho trình diễn, thiết kế sân khấu, dàn dựng tiết mục đã giúp Anh Trai C2 đang ghi điểm so với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đặc biệt ở Anh Trai C2 còn cho thấy sự tỏa sáng của một thế hệ nghệ sĩ trẻ đa năng, có tài ở nhiều lĩnh vực. Khán giả choáng váng trước những màn trình diễn như ca sĩ chuyên nghiệp của dàn producer như Quang Hùng, Master D hay Dương Domic. Tiết mục Bao Lời Con Chưa Nói trong đêm Live Stage 4 của đôi anh Tú Atos gây xúc động mạnh với khán giả. Bài hát do Dương Domic sáng tác dựa trên beat nhạc có sẵn của chương trình. Sau khi trình diễn, cả đội đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho ca khúc chạm đến trái tim người nghe, người hát của Dương Domic. Hiện Dương Domic là một trong những cái tên tạo được dấu ấn mạnh mẽ tại Anh Trai C2 bởi sự đa năng. Anh vừa có thể sáng tác, sản xuất âm nhạc, đồng thời có thể hát, rap và trình diễn vũ đạo điều luyện. Cùng với Dương Domic là sự tỏa sáng của Ryder, ca sĩ từng đoạt giải nhất giọng hát Việt nhí. Sau này lấy rap name là Ryder để đi thi rap Việt. Ryder có thể hát, rap, vũ đạo tốt, đồng thời làm nhạc với tư duy hiện đại, nhiều ý tưởng. Quang Hùng Master D luôn được các đội trưởng săn đón khi anh có thể sản xuất, làm nhạc, nhưng trình diễn trên sân khấu không thua kém bất cứ ca sĩ nào. Chính bởi sự đa năng của nhiều anh trai đã khiến dàn quán quân xưa nay chỉ có thế mạnh lớn nhất về giọng hát như Ali Hoàng Dương hay Anh Tú, Voi Bản Đôn, thậm chí cả Đức Phúc cũng trở nên mờ nhạt. Sau đêm diễn Live Stage 4, nhiều cái tên đang được dự đoán sẽ bị loại, trong đó có hai quán quân giọng hát Việt là Đức Phúc và Ali Hoàng Dương. Ali Hoàng Dương giành ngôi vị quán quân cuộc thi giọng hát Việt 2017 sau khi được huấn luyện viên Thu Minh dẫn dắt, sở hữu giọng hát có kỹ thuật. Song Ali Hoàng Dương luôn đứng top cuối về bình chọn cá nhân ở Anh Trai C2. Tham gia cuộc thi, Ali Hoàng Dương mờ nhạt bởi mọi kỹ năng khác đều thua xa các đối thủ. Ali không có khả năng về sản xuất, làm nhạc, lại không nổi trội về vũ đạo như Hùng Huỳnh, Dương Domic, lại chịu sự cạnh tranh khốc liệt về thanh nhạc từ những cái tên khác như Quân AP. Đức Phúc đoạt ngôi vị quán quân tại Giọng Hát Việt 2015 khi là học trò của Mỹ Tâm. Dù là người có ý tưởng và nhiều tham vọng tại Anh Trai C2, nhưng những gì Đức Phúc đang thể hiện là không đủ. Với dàn thí sinh toàn năng từ ngoại hình đến khả năng trình diễn, Đức Phúc chịu sức ép quá lớn. Nếu phải ra về, Ali Hoàng Dương và cả Đức Phúc, Anh Tú, Voi Bản Đôn có lẽ đều không gây được nhiều tiếc nuối. Bởi để chinh phục được khán giả, dàn quán quân sẽ vượt qua những cái tên đa diện, đa tài, đảm đương được nhiều vị trí như Dương Domic, Ryder. Sự đa tài đa năng đang cho thấy khả năng tỏa sáng của một thế hệ ca sĩ trẻ đầy hứa hẹn.